Wow. Thực sự rằng là Kỳ ít chia sẻ về về cuộc sống cũng như tuổi thơ của Kỳ. Nhưng mà Kỳ nghĩ rằng là nếu ai theo dõi Kỳ thì đều biết rằng là bố là cái người ảnh hưởng Kỳ rất là nhiều, và bố chính là cái nghị lực mà để có một cái nhà Kỳ ngồi ngồi như ngày hôm nay. Sau khi bố mất, Kỳ rất sợ đó là chiếc xe lăn. Cái hình ảnh cái chiếc xe lăn nó khó chịu, bởi vì nó làm cho Kỳ nhớ bố rất là nhiều. Yakun Lady, công việc bán hàng dành cho phụ nữ. Đúng rồi em ơi, chỉ có hai ta thôi nghe. Vì vậy bên kia người ta cũng có người kia rồi. Dạ, mà bên kia có vẻ là hơi nhiệt tình hơn bên đây đó. Vì vậy bên kia không có hát được đó. Bên kia nhảy nhiệt tình luôn em ơi. Trời ơi, hồi hộp muốn rớt nhịp luôn vậy đó. Rớt hồn xoàng luôn. Rớt hồn xoàng luôn chứ đâu có đâu rớt nhịp. Trời ơi, hồi hộp muốn rớt nhịp luôn vậy đó. Trời ơi, rớt hồn xoàng luôn chứ đâu có đâu rớt nhịp. Người ta thì rớt nhịp, còn bên đây người ta rớt hồn bẹt. Nói chung là mỗi người có một thế mạnh. Bên kia người ta có nhan sắc, đúng không? Người ta có những cái dữ liệu bất chấp. Muốn nhảy sao nhảy. Muốn nhảy sao nhảy. Nói chung rằng là không nhảy đẹp thì mình nhảy độc anh. Không đúng. Đẹp thì mình phải đọc đúng không? Đúng. Còn bên đây mình cũng có nhạc sắc, mình có âm nhạc nữa. Nên là mỗi người mình sẽ cộng hưởng với nhau, mình mang đến một cái gì đó nó tuyệt vời cho cái miền quê của mình, được không? Dạ. Rồi bây giờ xin mời ba anh em chúng ta hãy về vị trí của mình ở ngoài kia, sang trọng ngồi đến đó để tiếp tục chương trình. Với Nhạc Kỳ thì sao em? Khi lần đầu tiên ngồi với chiếc ghế giám khảo khách mời của Hát Mãi Ước Mơ. Kỳ có xem cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ rất là nhiều tập rồi. Thì Kỳ nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta thì mỗi người đều có những cái ước mơ riêng của mình. Nhưng mà có những người thì có thể thực hiện được ước mơ của mình, nhưng có những người thì họ có ước mơ nhưng không thể thực hiện được. Và cái chương trình này Kỳ thấy rất là có ý nghĩa, khi mà mình nhìn thấy được cái sự nhân văn cũng như là ước mơ của người này, nhưng mà có thể là mình dùng bằng cách của những người khác để có thể thực hiện và giúp đỡ. Và cuộc sống thì nếu không có ước mơ thì sẽ không có ý nghĩa và cũng không có mục tiêu sống. Và Kỳ hy vọng rằng Kỳ cũng như là anh Ngọc Sơn, chị Bảo Hải Trâm, anh Đại Nghĩa cùng với khán giả sẽ có thể giúp cho những người có ước mơ chính đáng để có thể thực hiện được trong cái cuộc sống của họ. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành từ phía Lý Nha Kỳ. Chúc quý vị. Thực ra thì chị thấy chị trong em, vì ba Kỳ cũng là bị liệt. Và khi ba bị liệt, lúc đó Kỳ cũng chỉ mới 7 tuổi và chị cả cũng chỉ mới 13 tuổi thôi. Chị mới 13 tuổi cũng phải nghỉ học để bưng cà phê, để phụ gia đình. Thật khó để Kỳ ngồi ở đây. Nên là Kỳ hiểu em rất là nhiều. Kỳ hiểu cái nỗi khổ của em, cái khó khăn của em. Ngồi ở đây không phải để nhận xét về chuyên môn, vả lại Kỳ cũng không thể nào có thể vượt qua chuyên môn của anh Ngọc Sơn và chị Võ Hà Trâm nữa. Kỳ chỉ nghĩ rằng với một cái tâm thế tới đây để chia sẻ thôi. Thôi Kỳ xin biếu ba em 20 triệu. Và Kỳ cũng xin gửi tặng một cô gái đã từng kém may mắn và rồi đã cho em lại một sự sống mới, một cuộc sống mới. Và chị gửi em 2 triệu xem như là em có thể thay chị để mua một cái son môi, một cái mắt nước thật đẹp. Cảm ơn Lý Nha Kỳ rất là nhiều. Thành ơi, mình có ước mơ gì không Thành? Nhà con chỉ mong ước mơ là con có một công việc đó con phụ ba mẹ con làm thôi à. Tại vì đôi chân của con cũng đứng không được thì con sẽ đứng bằng đôi tay của con à. Đôi tay mình, đúng. Với lại nãy trong clip thì có nghe Thành nói là Thành bị mặc cảm với tất cả những người xung quanh. Khi mà ai đó nhìn mình thì mình không có dám nhìn vào họ, đúng không? Dạ. Cái điều đó đến giờ vẫn còn hả? Dạ. Thế này,
chắc chắn là sẽ có những người họ nhìn mình với ánh mắt thương hại, nhưng cũng sẽ có những người họ nhìn mình với ánh mắt của sự cảm thông, của sự yêu thương. Mình hãy lựa chọn những cái điều gì tích cực nhất để mình ghi nhận, để mình thấy rằng cuộc sống của mình nó tươi đẹp hơn. Bởi vì sao Thành biết không? Cái hoàn cảnh của mình như thế này á, bây giờ để gọi là thay đổi được, để mình trở thành một người như bao nhiêu người bạn đồng trang lứa khác, có lẽ chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế là sẽ rất khó điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu như chúng ta thay đổi được cái suy nghĩ của mình, thay đổi được cái nhìn của mình về những người xung quanh á, thì có lẽ cuộc sống của mình nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Có thể mình không có được đôi chân như các bạn, nhưng mình có đôi tay. Đó, như Thành nói đó, mình có thể đôi tay, mình làm được nhiều việc khác. Đó, và chưa kể nha, đẹp trai không? Bạn giám khảo. Đúng rồi, đẹp trai. Đúng không ạ? Đẹp trai. Cái gương mặt này rất là thiện cảm, và cái đôi mắt này hai anh em trời ơi, nó dễ thương vô cùng. Cho nên là mình cũng sẽ có những cái điểm mạnh, và nếu như mình biết nó nằm ở đâu thì mình sẽ có cho mình được một cái sự tự tin nhất định nào đó. Cứ tự tin lên về bản thân của mình. Dạ. Nha. Thành cảm ơn chú. Nãy giờ thấy Lý Gia Kỳ á, khi mà bé Danh bắt đầu cất tiếng hát là Kỳ đã khóc rồi. Kỳ ơi, chia sẻ cảm xúc của mình nha. Wow. Thực sự rằng là Kỳ ít chia sẻ về cuộc sống cũng như tuổi thơ của Kỳ. Nhưng mà Kỳ nghĩ rằng là nếu ai theo dõi Kỳ thì đều biết rằng là bố là cái người ảnh hưởng Kỳ rất là nhiều, và bố chính là cái nghị lực mà để có một đứa nhà Kỳ ngồi như ngày hôm nay. Sau khi bố mất, Kỳ rất sợ đó là chiếc xe lăn. Cái hình ảnh cái chiếc xe lăn nó khó chịu, bởi vì nó làm cho Kỳ nhớ bố rất là nhiều. Và Kỳ vẫn tự luôn áy náy với bản thân và luôn trách bản thân mình, là bởi vì khi mình thành công, khi mình thật sự thành đạt thì bố đã mất rồi. Nên là khi hồi nãy em hát thay cho một người anh, Kỳ quan sát, Kỳ cứ thấy bạn ấy cứ ngước lên nhìn màn hình, xong lại cúi xuống, xong nhìn người em mình trên sân khấu một cách mỉm cười, hạnh phúc. Và gia đình nào cũng vậy, khi có một người bị thiệt thòi, đôi khi cái ước mơ của mình đơn giản là được đứng trên đôi bàn chân mình để bước đi thôi, nó cũng là xa xỉ. Nó rất là xa xỉ. Nhiều lúc thì em nằm mơ thì em thấy chân em đi lại rất là bình thường như các bạn thôi. Nhưng mà khi em tỉnh dậy thì em lại biết là có những giấc mơ nó không phải sự thật được. Chưa bao giờ Kỳ dám khóc trước sân khấu như vậy luôn á. Mà nó khó chịu quá, Kỳ không nghĩ là mình như vậy luôn á. Chắc có lẽ là riêng cái trường hợp của hai anh em này cho phép Kỳ gặp riêng để giúp đỡ luôn không? Tại vì Kỳ nghĩ cái sự giúp đỡ dành cho anh em nó là nó sẽ đặc biệt hơn. Cảm ơn em rất là nhiều, Lý Gia Kỳ. Ngày hôm nay anh cũng không có ngờ rằng những câu chuyện mà chương trình mang đến nó lại chạm đến em nhiều như vậy. Nó lại gợi cho em rất là nhiều những ký ức về một cái quãng đời cơ cực mà em đã từng trải qua. Em bây giờ ngồi đây vững vàng, mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin và thành đạt, thì nó sẽ là cái động lực để cho tất cả những người cũng đang có hoàn cảnh khó khăn như thế để có thể phấn đấu và vượt qua Kỳ nha. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn về tấm lòng của em ngày hôm nay.